Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lở đất làm trạch dòng chảy của sông gây lũ quét. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất làm trạch dòng chảy của sông gây lũ quét, 26 người chết. Trận mưa diễn ra bất ngờ ở phía Tây Trung Quốc kích hoạt một trận lở đất làm thay đổi dòng chảy của một con sông, gây lũ quét khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV ngày hôm qua đưa tin. Những trận mưa cường độ lớn và đột ngột trút xuống huyện Đại Thông, tỉnh Thanh Hải trước đó một ngày gây ra tình trạng lở đất. Vụ lở đất khiến một dòng sông thay đổi dòng chảy, lũ quét xuất hiện và gây ảnh hưởng tới hơn 7.000 người dân và 7 ngôi làng. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 28 người vẫn đang mất tích sau thảm họa tự nhiên. Cơ quan tình huống khẩn cấp mô tả trận lũ quét ở Thanh Hải là trận lũ quét trên núi gây ra bởi mưa lớn ở khu vực miền núi. Nước chảy từ trên cao xuống có thể biến những khe nước hoặc suối nhỏ trở thành những dòng nước hung dữ trút xuống, khiến người dân không kịp trở tay. Hình ảnh hiện trường cho thấy dòng nước đầy bùn chảy xuống đường phố cùng với đống đổ nát với cây cối bật rễ và xe hơi bị lật ngửa. Trận lũ bất ngờ xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nắng nóng kỷ lục trong 60 năm trở lại đây ở một số khu vực như Tân Cương, Thiểm Tây, Giang Tô, Hà Nam, Hồ Bắc. Trung Quốc đầu tuần này đã triển khai các máy bay phóng các thanh iốt bạc lên bầu trời để tạo mây và mang theo mưa cho các khu vực sông Trường Giang. Nắng nóng kỷ lục đang gây khô hạn ở nhiều địa phương của nước này. Ít nhất 4,4 triệu người ở Hồ Bắc bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kể từ tháng 6. Hơn 160 người ở đây gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước uống, gần 400.000 hecta mùa màng bị phá hủy. Tại tỉnh Tứ Xuyên, nắng nóng buộc chính quyền địa phương quyết định cho đóng cửa toàn bộ nhà máy trong vòng một tuần để ưu tiên cho nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt. Còn tại Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang tiến hành nâng cấp các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trước nguy cơ mưa bão và lũ lụt khi dự báo thời tiết cho biết đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay sẽ tấn công miền Bắc Trung Quốc. Thủ đô của Trung Quốc triển khai 40.000 cảnh sát để tuần tra giao thông tại hơn 240 địa điểm dễ bị ngập úng và tiến hành tìm kiếm kỹ ở các sông, hồ chứa, sân trũng thấp, các khu dân cư cũ và các tòa nhà tạm. Đài CCTV dẫn thông tin từ Sở Công an Đô thị Bắc Kinh. Cơ quan Công an Bắc Kinh yêu cầu tất cả các đơn vị công an ở thủ đô trong trạng thái sẵn sàng làm việc nhiệm vụ suốt ngày đêm. Với kế hoạch ứng phó khẩn cấp được cập nhật liên tục, thành lập các đội ứng phó khẩn cấp và đặt nhân sự, phương tiện, thiết bị và vật liệu chống lũ trong trạng thái sẵn sàng. Giới chức Bắc Kinh cũng yêu cầu kiểm tra các trạm bơm của thành phố. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị điều hành hệ thống thoát nước của thành phố cho biết đã bắt đầu phản ứng cấp cao nhất với mưa bão. Tổng số 3.090 nhân viên của đơn vị này túc trực để sẵn sàng ứng phó với mọi trận lũ lụt do mưa lớn gây ra. Hơn 120 quản lý đã được điều đến hiện trường trong 2 ngày qua. Bản tin ngày 13 tháng 8 của CGTN nêu rõ, Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh thông tin rằng đơn vị đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước đường phố. Các trạm bơm đã xả các bể chứa để sẵn sàng đón nước lũ do mưa lớn gây ra. Thêm vào đó, 85 hồ chứa ở Bắc Kinh đã giảm lượng nước chứa trong hồ để đáp ứng nhu cầu kiểm soát lũ lụt. Tính đến chiều qua, Bắc Kinh đã tạm đóng cửa 191 công viên và địa điểm du lịch. Du khách có thể hủy vé và được hoàn tiền trực tuyến. Tổng số 206 tuyến đường ở các khu vực vùng núi đã bị đóng và 192 tuyến xe buýt ngừng hoạt động để đề phòng. Dự báo mưa lớn trong những ngày sắp tới tại hơn 10 tỉnh thành miền Bắc Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh ghi nhận trận mưa dữ dội nhất. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hôm nay, cơ quan khí tượng Bắc Kinh phát cảnh báo màu vàng đối với mưa bão và dự báo mưa lớn trong 2 ngày tới. Từ chiều nay, người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt thành phố khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. CCTV cho hay, chính quyền thủ đô Trung Quốc đã rút ra bài học từ trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2012, khiến 77 người chết do các tai nạn do mưa gây ra, như điện giật, đồ vật rơi đổ, sập nhà, chết đuối và sạt lở đất.
Kính thưa quý vị, mưa lớn ở một dải phía Tây Nam Trung Quốc trong tuần qua khiến ít nhất 17 người chết. Mưa lớn ở Tây Nam Trung Quốc trong tuần qua khiến 17 người chết và 10 người khác mất tích. Mưa lớn cũng gây ngập cao tới gần 1 mét trong một ngày tại khu vực ở phía Tây Nam Trung Quốc. Trang tin Tài Tân dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay. Mưa dông đã ảnh hưởng tới hơn 145.000 người ở Yan, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Tứ Xuyên và buộc 17.000 người phải sơ tán. Nhân dân Nhật Báo thông tin cho biết, có 16 người chết khi mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở huyện miền núi Lư Sơn, cuốn trôi nhà cửa ở một ngôi làng gần đó. Người đứng đầu văn phòng công của huyện thông tin hôm qua, một trường hợp tử vong khác trong mưa lũ ở Trung Quốc xảy ra tại huyện Vũ Thành. Những diễn biến kể trên xảy ra trong bối cảnh khu vực phía Nam Trung Quốc đang đối mặt với trận lũ tồi tệ nhất trong một thế hệ. Kể từ tháng 6, lũ lụt mưa lớn bất thường đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, buộc hàng triệu người phải sơ tán và gây ra thiệt hại kinh tế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng ở Yan xảy ra trong bối cảnh hai đợt mưa dữ dội xảy ra trong 4 ngày qua ở khu vực này, theo Nhân dân Nhật Báo cho biết. Tối hôm thứ Sáu, lượng mưa lên tới 421mm được ghi nhận ở Lư Sơn, cao hơn khoảng 80% so với kỷ lục một ngày trước đó, theo Văn phòng Thời tiết tỉnh Tứ Xuyên. Hình ảnh hiện trường mưa lũ cho thấy lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp đất đá từ các con đường ở ngôi làng bị sạt lở. Các trận mưa ở Lư Sơn cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hệ thống phòng chống lũ lụt, kết nối giao thông, hệ thống cấp điện, nước và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, theo lãnh đạo huyện. Lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở huyện này và khiến hai người chết trong tháng 8 năm ngoái. Hôm qua, Tứ Xuyên đã nâng cảnh báo lũ lụt chính thức từ cấp 4 lên cấp 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Dữ liệu được Bộ Tài nguyên Trung Quốc công bố vào tuần trước cho thấy, dù có những đợt lũ lụt nghiêm trọng bất thường xảy ra vào mùa hè năm nay, nhưng Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể các thảm họa địa chất trong 8 tháng đầu năm. Có khoảng hơn 3.000 sự cố này, trong đó có sạt lở đất đá, hố sụt, khe nứt và sụt lún xảy ra từ tháng 1 đến tháng 8, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị khán giả, bão Hukut, cơn bão số 6 trong năm nay đổ bộ vào bờ biển thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay. Với sức gió tối đa lên đến 136 km/h gần tâm bão, bão Hukut đã đổ bộ vào khu vực ven biển của huyện Kim Loan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 6 giờ sáng. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết. Thành phố Chu Hải bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 cấp cao nhất đối với bão Hukut. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu cam cấp độ 2 đối với bão số 6. Dự kiến bão số 6 sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km và suy yếu dần. Cục Khí tượng và Địa chất Macau đã hạ cảnh báo bão từ mức cao nhất xuống cấp 3 khi bão số 6 đang rời thành phố và cửa khẩu Macau và khu vực công nghiệp Chu Hải. Macau mở cửa trở lại vào khoảng 10 giờ sáng ngày mai, theo CGTN. Trung tâm Khí tượng Hồng Kông phát cảnh báo bão đêm nay đóng cửa tất cả các cảng đất liền nối Chu Hải vào Macau. Trung tâm khí tượng khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển và không tham gia các môn thể thao dưới nước, cảnh báo rằng một số khu vực trũng có thể bị ngập lụt. Từ tối nay đến 2 ngày tới, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lượng mưa lên tới 280mm. Xác động vật nổi trắng các huyện Trung Quốc sau mưa lũ. Thưa quý vị, xác động vật thối rữa la liệt ở huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sau đợt mưa lũ nghiêm trọng, dấy lên lo ngại xảy ra dịch bệnh. Hiệp hội chăn nuôi Trung Quốc kêu gọi các công ty ủng hộ lượng lớn chất khử trùng cho huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam, miền Trung đất nước để xử lý lượng lớn xác thối gia súc chết vì nước lụt. Hiệp hội cũng thay mặt chính quyền địa phương kêu gọi ủng hộ thêm thuốc và vaccine thú y. Chúng tôi đang cần lượng rất lớn chất khử trùng, quản lý của một công ty sản xuất có trang trại chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam nói, bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ xác động vật. Đợt mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam tuần trước khiến ít nhất 91 người thiệt mạng, làm chết hơn 1 triệu động vật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 1.878 trang trại chăn nuôi. Theo Hiệp hội Chăn nuôi, lũ lụt đã làm chết 480.242 con vật tại huyện Thang Âm. Để ngăn nguy cơ xảy ra dịch bệnh, chính quyền huyện đã phải tiêu hủy hơn 230.000 con gia súc. Hậu quả từ mưa lũ nghiêm trọng xảy ra khi Trung Quốc đang đương đầu với dịch tả lợn châu Phi, gây ảnh hưởng tới các đàn lợn nước này. Mưa lũ đã cho là nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tuần trước cũng khuyến cáo chính quyền các địa phương về những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh từ động vật sau mưa lũ, bao gồm tiêu hủy và khử trùng. Lũ lụt khủng khiếp ở Nhật Bản, hơn 160 người chết, mất tích.
Quý vị thân mến, tính đến chiều tối hôm qua, ngày thứ ba của trận lũ lịch sử tại miền Trung và Tây Nam Nhật Bản, khiến hơn 90 người chết và 122 người mất tích. Số người chết vì mưa lũ dự kiến còn tăng. Cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật Bản cho biết, trận mưa kéo dài 3 giờ đồng hồ ở tỉnh Kochi đạt mức 36,3cm, cao nhất kể từ năm 1976. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết thiết lập một trung tâm cứu trợ khẩn cấp. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 54.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động, bao gồm cảnh sát, cứu hỏa, quân đội và cảnh sát biển Nhật Bản. 40 trực thăng cũng được huy động cứu người tại các hòn đảo chính của Kyushu và Shikoku. Phần lớn những người mất tích sống ở phía nam tỉnh Hiroshima. Theo Guardian, đã có 90 người thiệt mạng và 122 người mất tích. Bộ Đất đai Nhật Bản đã lên kế hoạch huy động 30 xe tải bơm suốt ngày đêm nhưng có thể phải mất khoảng 2 tuần mới hết ngập. Theo Kyodo News, có lúc lệnh sơ tán và khuyến cáo sơ tán đã được ban bố tới 4,92 triệu người tại 22 tỉnh ở miền Trung và Tây Nam Nhật Bản. Việc đánh giá thương vong rất khó khăn do mưa, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra trên diện rộng. Các nhà chức trách cảnh báo sạt lở đất có thể vẫn diễn ra ngay sau cả khi mưa giảm. Ngập lụt lớn đã nhấn chìm toàn bộ những ngôi làng, đường phố, các cây cầu bị cuốn trôi. Một số nơi nước lũ dâng cao khiến đường xá không thể đi lại được. Các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền và trực thăng để đưa người dân tới nơi an toàn. Các chuyến tàu cao tốc đã phải tạm ngừng hoạt động tại hầu hết miền Tây Nhật Bản. Một số nhà máy lớn, trong đó có nhà máy sản xuất xe hơi của hãng Daihatsu và Mitsubishi phải ngừng hoạt động. Kyodo News đưa tin, hàng trăm người bị thương và hàng chục căn nhà bị phá hủy. Một vài người chết được tìm thấy trong đám lở đất ở Hiroshima và thêm nhiều thi thể được lôi ra từ trong các ngôi nhà đổ nát ở cố đô Kyoto. Các cư dân ở Hiroshima cho biết tình hình tồi tệ hơn cả trận lụt mùa hè năm 2014 làm 77 người thiệt mạng. Một cụ ông 71 tuổi cho biết trận mưa này khủng khiếp hơn trận mưa cách đây 4 năm. Tôi sợ lắm. Tại tỉnh Ahime, một phụ nữ được phát hiện chết trên tầng 2 của một ngôi nhà bị đất chôn vùi. Hai nữ sinh tiểu học và mẹ đã được đưa ra trong đống đất đở nhưng không sống sót. Nhà chức trách Nhật cho biết đây có thể là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Nhật Bản trong vòng vài thập kỷ trở lại đây. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.